Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì Toyota Bắc Ninh vừa về một chiếc Toyota Camry hoàn toàn mới phiên bản 2022, và điều đặc biệt là khi anh chị thấy logo màu xanh ạ, là biểu tượng của Hybrid. Thì phiên bản 2022 này sẽ được phân phối với 4 phiên bản, trong đó có một phiên bản cao cấp nhất là 2.5 Hybrid. Là trước mặt chúng ta đây còn 2.5Q, 2.5G, 2.0G và 2.0Q sẽ thành 4 phiên bản, thêm 3 phiên bản so với đời trước. Có một số thay đổi trên phiên bản này, như anh chị thấy là mặt ca lăng này được mạ chrome này, được có logo 3D này, logo 3D và có biểu tượng màu xanh của Hybrid. Bên dưới thì có cam 360, và điều đặc biệt là anh chị thấy là ở đây là có thêm hai cảm biến trước nữa, có nghĩa là sẽ được bản 2.5Q và 2.5 xăng điện sẽ được tăng thêm thành 8 cảm biến hỗ trợ dừng đỗ. La răng thì thay đổi một chút về thiết kế và kích thước. La răng thì vẫn là lốp, thì vẫn được dùng là lốp Aturanza, và kích thước lốp của Bridgestone thì kích thước lốp thì không thay đổi, vẫn là 18 inch. Đây biểu tượng Hybrid. Cam trên gương. Xe thì mới về đến bên em nên là mới kịp bóc được một cái lớp capo, bảo vệ capo thôi. Còn miếng dán nóc và miếng dán cốp thì vẫn bên em vẫn đang để. Để em xin phép quay một chút về đít xe và nội thất. Điều đặc biệt là anh chị, khi bản 2.5 xăng điện mà mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 4,4 lít trên 100 cây. Để em sẽ điểm qua về nội thất. Giá thì khi nào mà có giá chính thức thì em sẽ làm video thêm. Còn hiện tại đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có thông tin chính thức về giá. Là ngày mai thì có, em sẽ quay thêm cho anh chị. Hôm nay em xin phép là quay giới thiệu về xe trước. Còn khi nào mà anh chị quan tâm về giá hay về chính sách này, lịch xe thì alo cho em. Thì điểm qua thì đây, anh chị thấy gì không ạ? Đèn tự động này, thấy nhớ vị trí ghế này, thấy nút để xem cam 360, màn hình đây, em đem để lên. Đây là màn hình của bản xăng điện đấy ạ. Điều đặc biệt là màn hình đã được lên thành 9 inch và là màn hình nổi. Và ngoài ra thì vẫn là bộ âm thanh và đầu xịn của JBL. Có thêm sạc không dây này và cửa sổ trời. Vâng, vừa rồi thì bên em vừa về nên là trong cái khuôn khổ video thì cũng chưa có giá chính thức. Thì đến thời điểm lên video ấy thì sẽ có giá chính thức rồi, nhưng mà tuy nhiên là đến trong thời điểm mà em đang quay video này thì nhà máy vẫn đang chưa công bố chính thức, nên là anh chị cần giá thì cứ alo cho em. Và cái quan trọng cái lịch xe ấy. Và cũng thời điểm là hơn một tháng nữa là Tết rồi, nên là anh chị nào có cần xe đi Tết hay là cần thông tin gì về xe, hỗ trợ về trả góp hay là công ty thế nào thì cứ alo cho em. Còn đây là hai cái cổng sạc đằng sau này. Vâng, em xin phép là hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo nhé.